trước khi lấy vợ thì rất là trưởng thành, nhưng mà khi lấy vợ vào mọi người xem đấy. Này mày hỏi vợ anh xem, anh bảo là anh kể những về tên vợ anh mà. Ông đưa đeo một lượt đi. Thôi đây. Ơi. Tên ai? Tên ai? Nêm. Nêm ai? Lydia. Trước khi lấy vợ còn trưởng thành, lấy vợ còn thì kể hai cái lượt. Nói chung là đầu của bọn mày chỉ nghĩ đến cái lượt để bọc tóc thôi. Hiểu chưa? À. Hôm nay mình có mạnh đánh đến luôn. À đây 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 đây, em nói thật hôm nay bọn em đến một đầu này vì mọi người biết là vì sao. Đây, đây review cho anh, em review cho anh đấy. Mọi người ơi, trước khi lấy vợ thì rất là trưởng thành, nhưng mà khi lấy vợ vào mọi người xem đấy. Đây mấy hồi vợ anh xem, anh bảo là anh kể những về tên vợ anh mà. Tên ai? Trước khi lấy vợ còn trưởng thành lên.